Một cái nhà ơi, hai anh em đi bắt ong rồi sẵn ghé thăm những cái lời hôm bữa mà đi chung với anh Giàu. Cái nhà bữa có anh Giàu có đi, hôm nay cũng hai đêm ba đêm gì rồi, hôm nay sẵn ghé lại thăm luôn, sẵn chuyến mình đi ngang á. Cái sắt cái rô gì nhóc hết trơn này, cái nhà đầu dày bên đổi cái lờ không nữa đây, cứ ngồi đó cứ đổ ra đi, đưa cây này. Đây được mấy cái rô nữa nè cả nhà, nhưng mà nó hơi ốm thì thả luôn nha cô chú. Thả cây mày, thả cây đây. Thải cây ơi, thải cây ơi, thải cho mày mấy cái cây sọt sao đi, sọt lòi ruột năm đi. Mình có chuyến đi ngang cái sẵn ghé thăm luôn cả nhà, cho nó tiện để chạy vô chạy ra mất công nó cả nhà. Mấy cái rô nhỏ, nhỏ thả hết đi đây, cá nhỏ thả đi. Mình chừa mấy con cá sặc bự với cá lóc đồ lại thôi để về. Sặc bự thì để về làm khô cả nhà, khô để dành ăn, để bắt ong đồ cũng được, đỡ mua đồ ăn. Hồi nãy cũng thăm ngoài kia mấy cái cả nhà, bao cái gì mà bị tham bị đổ, người ta đổ hai cái rồi. Thôi em với Bin tiếp tục lấy chạy. Tiêu chí của mấy anh em là vậy đó, yêu cầu bị thăm rút liền, không có để cái nhà. Này nước quá trời nước luôn cả nhà, mới mưa hai đêm mà nước khủng luôn nè, muốn ngập ruộng rồi cả nhà. Em thì bữa nay ngồi trước thăm, cho Bin nó ngồi ở sau đổ cá đi, chạy không đây. Cái ngày đi anh em không có tính, không có thêm thăm cá mà không có đem cái thùng theo cô chú. Ôi ôi cái sạch đúng rồi, quá trời cái sạch. Ủa có cái gì đỏ nữa nè cô chú, đưa anh cái lò đây đi. Cái sặc này thì mình làm khô rất là ngon nha cả nhà, cá này thì đem về, đem về thì làm khô nha cả nhà. Này nước xuống rồi mới có cá kỳ đỏ. Ráp lâu dữ đi. Ba con cá kỳ đỏ. Lọt lù ha. Cá lúa mập lúc này chưa thấy. Này nước cá mà cá lúa đó, uống cá kỳ đỏ đó mà nó vô tới ruộng này thì nước nó đang xuống cũng rất là mạnh luôn cả nhà. Đó, lời của thần đặt thì vậy đó các nhà ơi. Có cá lúi ở cái con cá gì đỏ đó là nước nó ngọt á, nước ngọt nó đi theo cá đó, nó đi theo nước ngọt không, theo nước ngọt nó mới vô tới đây á. Chứ trong này thì nước nó phèn, mà cô chú anh chị bữa thấy em thăm mà nó trong veo luôn, nhiêu mới có hai ngày phải không ta bê, mà nó trong veo luôn. Mà bữa nay nước đục rồi nè, là chứng tỏ nước nó đã vô tới đây rồi nè cả nhà. Lũ á, ngoài sông nó chạy vô tới đây. Đường này có 6 cái gì nè,
Bữa bơi kinh trong bóc nào được bình không luôn cô chú anh chị. Bơi vô cái mí cỏ nè. Cô kéo tới cái cô pin. Cái đầu dày cả nhà ơi. Đây. Đây cái lờ đây à. Ghê không? Quá ghê gớm. Ờ, lựa mấy con cá trọng trọng bắt. Con cá nhỏ thả. Đó mình đặt vậy đó cô chú. Đơn giản vậy thôi nha. Nước vô lẹ ghê đi. Bữa đi em vào không có miếng nước nào luôn. Nay nước vô ngập lúc trơn. Lẹ thiệt đó nha nhà. Hai con cá trầu dày nhỏ cả nhà ơi. Chiều nay về chắc em đi chăn lưới nữa quá cả nhà. Thấy miếng cá lúc này sao thấy mê quá. Lưới dính cà rô mới đã. Này dặn lưới dính mê thì chết. Yeah. Trời. Cái gì mà chạy rung rinh cái lò luôn nè cả nhà. Cái gì chạy không biết. Nhịp luôn. Rồi. Ôi cả nhà ơi. Cá rô. Còn hơn đặt xà di nữa. Cá mùi cá sặc cá rô nha cả nhà. Coi có rách không nha Bin.
mấy cái rô nó thả đi biên. Rồi. Đó không cả nhà, pin ngồi mình thả đẳng hết nha. Tại cái nhỏ nhỏ đó mình đâu có ăn đâu mà mình lấy làm gì. Thả ra cho mốt lớn bắt. Giờ còn nhỏ. Bắt ăn uống không có thịt hại nhiều hết cô chú. Mình bắt những con cá lớn thôi. Ừ, cái trê nhỏ nữa bên. Trê. Mà sao cá nhỏ nhỏ không ta? Cá đầu mùa này làm như chưa lớn hay sao cả nhà ơi? Trê cá nhỏ thì nhiều. Trời ơi, chưa vừa tới cả nhà thấy cái lợn rung rinh rung rinh rung rinh. Chắc rô nữa quá. Thấy làm nhẹ quá. Trời ơi, một loại cái rô nữa rồi. Ủa cả nhà xem cái rô nè. Xem một loại luôn. Rô này còn hơi hơi ốm. Có một con cái rô, hai mấy cái rô mập nè đi. Lẫm mấy cái rô mập nè đi. Ê, sao anh thấy con cá ra ngoài được cái pin này? Có rách hay gì rồi đó. Thấy con cá ra ngoài không? Gì có. Cái gì? Cái gì? Cái gì vậy? Này đục vô tới trong ruộng luôn nè các nhà. Đục nãy vô tới ruộng luôn. Chạy gì không hay là bị gì mà sao bung cây hết trơn luôn cả nhà. Bung mấy cây chổi hết trơn luôn à. Ôi ôi. Hèn chi cả nhà ơi. Vin ơi. Lấy cái lợn lên đây giùm anh nè. Cá lóc này cô chú. Chạy cá lóc cái lợn bung cây hết. Chạy cá lóc bự là bung cây đi. Cá lóc thì chứ cả nhà thấy tung dữ lắm. Ủa không có chưa chổi hả? Lấy cây đó.
để em giặt cái lò sơ cái mới có mấy bữa cái nóng nóng tươi cái lò rồi. Chạy vậy đó cái cho nó sạch nó bóng cái lò mình, con cá nó nhảy chạy hơn. Khi mà nó bóng cái lò lên vậy con cá nhảy chạy lắm. Này đè đè xuống làm cho cái hôm nó ngập đó nha cô chú. Rồi nước này lên vĩnh bỉnh rồi kìa. Làm gì vậy? Vin Vin lấy cái chai ra cho cô chú anh chị xem hai cái lóc thế đi. Mập lù, cá đầu mùa này thấy mập lù trắng tươi rồi cả nhà. Chưa hết ống đèn thui nữa kìa bên đây. Đèn thui tới nữa rồi cả nhà. Xem chảy hả? Xíu. Mới tính nói gì? Nói có khi nào nhảy tụm luôn vậy. Xem đi nữa là mất cá rồi. Xem đi nữa chịu ăn miếng ớt rồi. Cơm miếng ớt hả? Làm con lòng tông khủng được không? Chưa biết, thấy nó giật cái lò nè. Không biết cái gì thôi. Đến gần coi. Anh thấy có cái giày á. Cái rô á. Trời ơi, cả nhà thấy nó lội lội không? Cả nhà thấy gì chứ cá lội mạnh lắm cả nhà. Nó cả nhà thấy lội đều của trống luôn. Hai cái giày mớ cá rô. Ủa uổng ghê ta, cá rô này không mập pin ơi. Cá rô mập cái đã lắm rồi. Chạy vậy đó cả nhà, đã lắm. Cá rô bự thì chỉ nó không mập thôi chứ cá rô thì nó cũng có con bự con nhỏ chứ mà nó không mập. Con bị siêu dinh dưỡng, con bị béo phì. Ừ mấy cái rô đi bên này, con nào mập hả bác? Mập nó mềm cái nhà chứ mà còn nếu như mà nó không mập nhôm thì nó không có mềm cái cá ăn dai lắm. Thì trời muốn mưa. Trời muốn mưa mới trời đen. Ủa con cá nó chạy. Anh bắt bài nữa rồi. Nó sẽ đi vô hướng trong này nè, sẽ đi vô ngay cù cỏ này nè, chúng đậu hết á. Nãy quên lấy cái lò đem theo luôn đi, thế nào cái lò nữa cũng chạy.
Ôi rồi cả nhà ơi, dữ lắm à. Trời ơi, cá rô thấy mê luôn cả nhà. Bên này có mấy cá rô bắt được rồi Bin. Được cái ấy anh Bin. Thôi rồi. Cái này nó chạy cá phải đã thiệt chứ. Chạy đi ghê á Bin. Chạy thấy mê luôn cả nhà. À, chưa hết ông hì tới nữa bên này. Yeah. Chuyện đó bình thường. Rồi hết rồi cả nhà, để em với Bin lên đường đi tiếp nha cả nhà. Hôm nay nước cả đống nè bên ơi. Nay nước nhiều. Ừ. Cưng qua đó cưng đi thăm cái vợ cái của cưng đi. Cuốn luôn nghe Bin. Hai cháu đừng kinh đó. Ủa mà còn đâu cuốn. Ủa mới đặt đây giờ đó hả? Mất cái này cả nhà. Sọc hả? Còn đâu cuốn. Lại thì chứ. Cưng qua thăm cái đường kinh nha, chỗ cái đường kinh của cưng hôm bữa đó. Chơi. Ừ. Không biết còn không nữa. Còn không nữa, đó mẹ của em của anh. Hên cái này còn cả nhà ơi. Ôi sâu dữ rồi. Quá sâu, rất sâu ghê. Ôi ôi. Bin ơi, đừng cuốn, để đi. Quá trời nó chạy rồi cả nhà ơi. Cá lóc, cá rô, cá trê gì một lợ luôn. Cá lóc gì vậy? Ừ, cá trê, cá lóc. Nè nè, đem đem cái mọc lên. Để đi, đem đây. Ôi gô, nó chạy nè cả nhà. Đem đây, đem cái mọc lên. Đừng cuốn. Ôi ôi nó chạy một lợ luôn. Quá trời rồi. Dữ thần lắm cô chú. Chiến rồi nó ít chạy á cả nhà, bởi vậy cái em tính chiếc này cuốn luôn. Mà chiếc này nó chạy gì đâu một lợ luôn. Bin Bin cầm lợ lên cho cô chú anh chị xem cái Bin. Ôi ôi. Đổ ra đi nha, ở đây đổ đi nha. Lại đặng anh thăm ra. Ở đằng này còn hai cái. Mấy con? Cá trê nhóc luôn á. Bốn cá lóc hả? Cưng đổ ra đi. Cưng đổ ra đi rồi anh lại anh thăm hai cái này. Tinh cuốn mà chạy ngon quá rồi, không cuốn luôn cả nhà. Chiến đòi nó rất là ít nước luôn, đặt nó không có chạy nhiều. Đây có 5-6 cái, 5 cái mà mất hết 1 cái chắc còn 4 cả nhà. Còn cái này còn cả nhà ơi. Có dấu môi lên nè mà không có lấy. Trời ơi ngắn. Quá trời ngắn rồi cả nhà ơi. Ngắn nó bự. Bin ơi. Cả nhà xem gắn nó bự nè. Ôi. Ấy xong lại đây nha. Con nước thổi thần luôn rắn nước. Trong đây con cái nữa cả nhà ơi. Nước nó lên cá nó chạy thấy mê vậy đó cả nhà.
Ui, khoai này cô chú. Ôi bị cái này, cái này người ta bỏ rồi. Con rắn nước đi vô đây. Thôi dữ thần lắm mà. Ôi con lươn khủng Pin ơi. Trời ơi cả nhà, lươn cá lóc gì, lươn khủng gì, quá chạy rồi, quá trời rồi, quá im, quá im. Đây đây, đây. Chắc thở con này quá. Đây đây đây, mừng khô. Cái mới thì bỏ điếu thuốc ra coi. Quá trời, nó chạy đã cả nhà ơi. Rồi gút cây đi, gút cây đi, sao sao không, gút cây đi, lấy cái chai đi. Thôi cho thẳng kiếm thôi. Ôi ôi con lươn, lươn cỡ nửa ký có trên đó cả nhà. Ôi ôi kiếm đi, cầm mấy bộ cầm mấy. Hai cái chắc mấy ký Pin, hai cái mấy ký, hai cái này chắc 2 ký, 2 ký có trên nữa nha cả nhà, chứ không có dưới. Còn ngắn nước mấy nữa kìa, còn ngắn nước gì vậy, nó về trên cái đám trầm lớn đó đó. Ôi ôi ngon rồi, ngon rồi cả nhà. Chắc hồi nãy ừ này có nước này, nó chạy có chừng bữa nước cá đông, nước 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 cá đông đi. Cứ ngỡ hả? Ừ vậy mà anh còn đòi cuốn nữa, thấy không? Tại vì cái cử đầu tiên nó không có nước á cả nhà, cái em thấy bữa đó đặt ở đây thì cũng không có nước nhiều, cái thấy không có mê lắm. Quá đã. Rồi bữa nay lại cái nước nó nhiều quá, chạy ghê thiệt. Ngăn nước nửa ký. Ngăn nước trên nửa ký. Ngăn nước rồi trên nửa ký. Chạy cái mê trời. Ừ hả? Đi ra ra ra. Đang bắt một rắn nước. Đây nó mấy cái. Đây có 3 cái hả? 4 cái mà mất hết cái rồi. Dưới bên cái cống cưng cái nữa nằm đó. Mà mất rồi. Cái cưng coi chừng chiếc này nó chạy nhiều quá Pin. Giờ xích vô trong rồi. Giờ xích vô luôn hả? Giờ xích vô ngon đó. Trời ơi, ngăn nước. Hết hồn con rắn nước cả nhà. Ôi ôi, nó bự. Cái nón quay kìa, tao chừng lươn ra buộc rồi. Hết thân còn ngắn nước cả nhà ơi. Mỗi con cá luôn. Đâu lẹ vậy? Kẹp hán, kẹp hán. Đâu nói lẹ vậy? Kẹp hán. Ôi cả nhà xem ngăn nước nó bự. Không lạnh con ngăn nước không đứng lên á, đứng lên quay nó sáng rồi. Ôi cả nhà ơi, ngăn nước nó bự nè. Khủng khiếp con ngăn nước chưa cả nhà. Ngăn nước này chắc cỡ trên nửa ký á Pin. Mấy cái gì đựng trời. Cầm đi xuống dưới mình có cái bọng hả? Ôi,
Trời mới vừa có nắng mà. Chưa. Quá đã luôn. Hai cái. Cái một bịch. Nè cả nhà xem nè. Cái bịch ở dưới là em còn bỏ dưới xuồng á. Được con lươn. Con lươn hết biết rồi con lươn rồi. Lươn này trên nửa ký nha cả nhà. Quá ngon rồi. À, anh em nay đi đi bắt ong á, cái đi ngang cái ghé thăm luôn, bởi vì không có thùng thao vậy lấy bịch đựng không vậy luôn á cả nhà. Cả nhà cũng thông cảm nha. Anh em cái này giờ vô trong đi. Không đặt ngay đó nữa sao? Ngay đó không thế thần gì hết á. Nó phèn quá. Giặt cái lò cho nó sạch cái. Cái lò nó không có sạch luôn. Cái lò nó sạch nó mới nhảy cá cơ. Nó cô chú anh chị đặt mình thấy nó phèn quá, cái mình rút cây ra cái mình chà gì nè cả nhà, cho nó sạch cái lò, nó bắt cái lò cái cá nó chạy mới mạnh. Chứ để cái lò dơ quá mà không có giặt là chạy nó cũng không có mạnh đâu cả nhà. Giặt xong kiểm tra luôn. Chưa thấy sạch. Đặt lâu quá, rong đồ phèn nổ đóng. Đó thôi. Cô chú anh chị thấy mình giặt ra cái lò nó sáng ra liền. Thì con cá nó rất là mê. Thấy nó khoái liền. Về mà còn vô đòi rút lợi đi em ra đi. Ai ngờ vô cái đường này nó chạy quá rồi. Giờ đặt lợi luôn. Chạy thấy mê chứ. Ê coi bịch cá với bịch lươn đây. Đó, mình chổi ra vậy nè cái nhà. Chổi cái lò nó ra. xém rồi thôi nè nè cả nhà, mình đặt nha. Đó, dọn kéo cái miệng cái cỏ ra đặt mình nhét cái lò xuống vậy thôi nè. Đó cô chú anh chị cầm hai cái này nè, cầm hai cái miệng hôm này nè, kéo cho nó ngập cái hôm cái là lụm rồi, đừng có dọn, chỉ đè xuống cho nó ngập hai cái hôm như cái được rồi cô chú. Rồi lên đường đi đây, ở đặt đặt cái này kia đừng có đi lại quay cái bịch cá cho cô chú chị xem lại lần nữa, quá trời thấy ghiền. Đó cả nhà thấy không, có ba cái bịch này chắc cũng 3 kg á. Đi không kịp mang đồ. Hai anh em đi thôi, đi bắt ong á, cái đâu có đem cái gì đâu. Cô chú anh chị thấy chỉ có cái bịch vậy thôi. Chạy quá trời đã luôn. Lên cái đầu tiên giỏ cái làm cái răng. Vô rồi. Vô rồi. Cái họng của vô còn pin kêu pin qua dở cái của pin rút ra đi nữa chứ. Để qua thăm cái của pin nữa coi coi sao nha cả nhà. Để cái lò này nấy ừ đây. Để em đem vô đặt lại. Cô chú anh chị theo em đặt cái lò. Ấy da sao đi ngay trơn dữ ta? Hay là già rồi? Yếu vỏ. Đặt cái giặt trên cái xe. Giặt cho cái lò nó sạch. Chà mạnh quá, rách cái lời sao cưng. Đi. Như cái lời dữ lắm gì, nhảy mũi hai cái luôn. Cái lời cưng hả? Ừ. Bọn nó dính nhiều cái nhảy mũi vậy hả? Đúng
đi báo hay là mất không biết nữa. Chứ chưa hết anh lên là thấy khai trương cái đầu tiên là mất rồi, cái đó chạy cũng dữ lắm mấy bên. Cái đó dám chắc không chạy luôn, tại đặt ở đây có 4 cái 3 cái nó chạy nhiều, không lẽ cái đó không chạy. Nó chạy như chỗ này mình đặt lại ngay chỗ này cả nhà ơi. Đó, cô chú anh chị cứ đặt đơn giản nha em thôi, đừng dọn déo chi nhiều, tụ tủ lên đi mất nữa. Đi cả nhà ơi, mình qua bên kia mình xin cái lời của biên bản nha, nó nói điềm báo là cá chạy nhiều. Chạy nhiều không biết chứ anh thấy có cái điềm báo thiệt rồi đó, thấy có cái cây đi qua nè, không đâu có cái cây đâu, cái cây đi ngang cái kênh đó. Ê mình dọn lại 1 cái đi Bin. Thôi đâu mà lấy cho nhiều. Đây, 2 bịch cá này cả nhà. Đã không? Đổ bên đây đi. Hết bịch đó đổ đây. Hồi nãy bị sảy hết 1 con cá lóc chắc cỡ 400 gram. Đổ cái hồi mưa đó cả nhà. Hết. Trời ơi, đồ sách còn mấy ký Bin? 5 ký, 6 ký à. Trời ơi, ghê vậy. Qua cái này đẩy chừng 3 ký nữa ngon Bin ơi. Phát một. Bên đây nè cả nhà. Đứng chơi nha, con dưa nha. Bỏ xuống dưới, bỏ dưới. Mới mưa xong bởi vì cô chú anh chị thấy còn nước rớt nè. Nước trên cái lá tràm á. Nước còn đọng trên lá. Nước này cả nhà. Mới mưa xong. Đầu ở đâu mà chạy lịch thịt kia. Tới trước luôn. Trước á. Đi coi cái cây giống như thế nào. Đây. Không phải tới nữa. Có làm dấu nữa hả? Cái cây bẻ hay nhắn nhỏ nhất thôi. Đâu? Ở đâu? Kiếm gần kiếm cái thôi. Tết chưa? Đây hả? Có chưa? Có. Ở đây không? Đây nè. Còn không? Thấy cá gì quá trời luôn. Có không? Có. Từ từ em quay cho cô chú anh chị xem cái này, cái của Bin này cả nhà. Chắc cá sặc không quá. Chị em thấy nặng. Một lời cá sặc. Ôi ôi. Ê có con cá trai vàng bự ghê Bin. Ê sao con cá rớt ngoài vậy? Cái gì đó hả? Có. Ý. Sao có con cá sặc rớt kìa. Ê đâu coi coi. Có lủng rồi đó. Không thấy. Đây một lỗ nè. Đây một lỗ. Rồi rồi. Đổ ra đi. Đổ ra đi tiếp. Quá đã cả nhà ơi. Nay đây mưa cái nó chạy ghê quá. Sình bùng không luôn. Ủa cây tre có bữa đâu mà. Bữa hôm nay định hỏi anh có cây không, không có cây đó. Đấy cái này nè. Dỡ không ra luôn. Quá trời. Để cái ham ra phan ra anh cầm cho. Anh bịch cho. Sao cái này nó không chạy cá lóc không Bin? Cỏ im quá. Cá ký. Cá ký cái sạc. Đừng con cá trê.
tí vàng cả nha. Rồi trở lại đi. Chạy thứ đã ha. Bốn cái này phải trên 3 kg. Cá nó chạy ghê lắm cả nhà. Con này con gì ha? Hai này anh coi coi. Rất nhiều không? Đâu có đây không cộng dây đâu. Đây hả? Lấy cây lẹm đi. Đâu rồi? Khoan từ từ coi coi. Nãy đây một lỗ nè. Đây nè pin ơi. Đẻo cái lỗ này trước đi. Giá bằng cây nha. Đó mình gài lại vậy đó. Rồi bé thêm cây nữa. Giá lỗ bên đây. Có nữa hả? Đây hai lỗ luôn nè. Đây hai lỗ luôn chứ đâu phải một. Mấy cá này chưa kịp ra cả nhà. Chứ cái này thì nó có ra rồi đó. Quá lỗ. Gài cho nó chặt chặt lại. Chứ sao đi vô cái mình đem dây thêm giá. Rồi em đặt lại đi. Kỹ quá ha. Đầy đồ. Nè. Rồi. Đi ra đi ra. Ra. Quá ướt à. Hai anh em như chuột lột luôn cả nhà, ướt á. Nãy giờ mưa á cô chú anh chị. Cái hai anh em không có quay mấy giờ tạnh tạnh mưa rồi, cái hai anh em quay lại cho cả nhà mình xem nè. Khoan để thay cục pin, lấy cục pin giùm anh cái. Đây cả nhà ơi, thì hai anh em đổ được hai con cá nước với mấy ký cá nữa nè. Để về nhà đi, cái em đổ ra cho cả nhà mình xem nha. Giờ em với pin và hai anh em lên đường về nha cả nhà. Những mưa đen thui tới nữa rồi. Anh em tranh thủ về nhà thôi chứ giờ sáng giờ cũng ướt rồi. Một con rắn hồi nãy nè cả nhà. Tâm được hai con rồi, hai con nữa rồi. Được hai con rắn. Hai con rắn nước này cực ký á cả nhà. Hai con rắn nước lớn lắm. Đó, cả nhà thấy không? Con lươn. Con lươn chắc cũng cỡ 400 g 500 g á. Đó, cả nhà ơi. Quá cả luôn. Một thao luôn, mần đã luôn rồi bên. Nãy thấy con cá lóc nó cỡ 400 g mấy cả nhà. Tại vì cái hồi trời mưa rồi không có quay cho cô chú anh chị mình xem được. Cái con uổng ghê. Quá trời đã luôn cả nhà. Rồi clip của em hôm nay kết thúc tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà mình có một buổi chiều xem clip vui vẻ nha. Hẹn gặp cả nhà trong những clip sau nha. Bấm gì ba gắn pin pin bấm.